Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Trường Ngọc Khoa, chuyên viên kỹ thuật phòng xem nhiên của Team Business Việt Nam. Rất vui cho tôi khi được quay trở lại để tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những dòng sản phẩm kỹ thuật mà công ty Business đang nhập khẩu và phân phối. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hai siêu phẩm khớp nối mềm giãn nở của hãng Tozen, dòng khớp nối mềm bằng inox hiệu quả và dòng khớp nối mềm giãn nở bằng cao su LS Connector. Cả hai loại khớp nối mềm giãn nở này đều đang được sử dụng rất phổ biến trên các thị trường HVAC trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem cấu tạo của hai dòng khớp nối mềm giãn nở này nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, trước hết xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng khớp nối mềm giãn nở bằng inox hoặc Tozen. Trước mắt quý vị và các bạn, đây chính là dòng khớp nối mềm giãn nở bằng inox hoặc Tozen. Đây là dòng series SGT1106, dòng khớp nối mềm giãn nở hoàn toàn được làm bằng inox. Kính thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn đang là dòng khớp nối giãn nở bằng inox có mã hiệu SGT1106 thuộc dòng SGT series. Trước khi đến với chi tiết về sản phẩm có mã SGT1106 này, tôi sẽ nói qua một phần tổng quan về các loại khớp nối giãn nở thuộc dòng SGT series. Dòng SGT series là dòng khớp nối giãn nở bằng inox nối bích được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống đường ống để hấp thụ sự giãn nở nhiệt trong hệ thống. Dòng này được hãng Tozen thiết kế với đủ các kích thước từ DN25 đến DN4000 với áp lực làm việc tối đa có thể đạt đến 1000 PSI tương ứng với 66 bar và làm việc tại giải nhiệt độ từ âm 215 độ C đến 982 độ C tùy vào yêu cầu cụ thể của khách hàng. Với áp lực làm việc lớn, giải nhiệt độ làm việc rất rộng nên dòng khớp nối mềm giãn nở SGT series thường được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất, hệ thống năng lượng hóa thạch và hạt nhân, hệ thống sưởi ấm và làm mát và các nhà máy đông lạnh. Với dòng SGT series này, hãng Tozen đã chia ra thành 11 kiểu với những thiết kế khác nhau để có thể tối ưu hóa cho tất cả các ứng dụng sử dụng loại khớp nối giãn nở thuộc dòng series này. Đó là khớp nối mềm giãn nở kiểu Single Expansion Joint, khớp nối mềm giãn nở kiểu Double Expansion Joint, khớp nối mềm giãn nở kiểu Universal Expansion Joint, khớp nối mềm giãn nở kiểu Universal Tightness Expansion Joint, khớp nối mềm giãn nở kiểu Swing Expansion Joint, khớp nối mềm giãn nở kiểu Hinge Expansion Joint. Khớp nối mềm giãn nở kiểu Gimbal Expansion Joint. Khớp nối mềm giãn nở kiểu Pressure Balance Expansion Joint. Khớp nối mềm giãn nở kiểu Inline Pressure Balance Expansion Joint. Khớp nối mềm giãn nở kiểu External Pressurized Expansion Joint. Khớp nối mềm giãn nở kiểu Expansion Joint with Reinforcing Ring. Quay trở lại với chiếc khớp nối mềm của chúng ta ở đây, nó có mã là SGT1106 thuộc dòng SGT Series kiểu Single Expansion Joint. Chiếc khớp nối mềm của chúng ta ở đây được làm hoàn toàn bằng inox 304 với mặt bích bằng thép không gỉ SS400 tiêu chuẩn PSPN16. Khớp nối mềm SGT1106 được thiết kế với các vấu giãn nở kiểu ống xếp được sử dụng trong các hệ thống đường ống để chống giãn nở nhiệt vì chênh lệch nhiệt độ khi có áp suất trong hệ thống. Các vấu thành ống này được thiết kế bằng máy tính công nghệ cao tuân thủ theo tiêu chuẩn EGMA. Chính vì vậy, nó có thể sử dụng cho các hệ thống có áp lực làm việc lên đến 16 bar với mức nhiệt độ làm việc tối đa là 250 độ C. Tất cả các dòng sản phẩm này đều đã được hãng Tozen kiểm tra trước khi xuất xưởng, tuân thủ hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hoặc bộ tiêu chuẩn có liên quan. Khớp nối mềm giãn nở mã SGT1106 này được sử dụng tối ưu cho các nhà máy tinh chế, nhà máy hóa chất, hệ thống hóa thạch và hệ thống điện, hệ thống sưởi ấm và làm mát, các nhà máy đông lạnh. Đó
là toàn bộ những gì mà Togen đã cung cấp cho chúng ta về dòng khớp nối mềm giãn nở bằng inox này. Tiếp theo, xin kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với dòng khớp nối mềm giãn nở bằng cao su với mã hiệu LS Connector. Kính thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn đang là dòng khớp nối mềm giãn nở bằng cao su mã hiệu LS Connector của hãng Togen. Chiếc khớp nối mềm giãn nở này được làm bằng cao su tổng hợp với vòng gia cố bằng thép mềm. Mặt bích ở đây cũng được làm bằng thép mềm với tiêu chuẩn ANSI 150LB, có thể kết nối với hệ thống có áp lực làm việc lên đến 13. Cũng như dòng SGT Series, dòng Series LS Connector này cũng được sản xuất với đa dạng các kích thước để sử dụng cho nhiều ứng dụng và vị trí lắp đặt khác nhau, khi được thiết kế từ DN15 đến DN1500. Loại khớp nối mềm giãn nở này có thể bảo vệ đường ống khỏi chuyển động bất thường của vỏ trái đất do động đất, biến dạng từ lòng đất gây ra. Chính vì vậy, loại này thường được sử dụng để chống rung cho các đường ống được chôn ngầm dưới lòng đất. Khớp nối mềm giãn nở Togen là một trong những dải sản phẩm nổi tiếng trên thế giới khi đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Với bề dày kinh nghiệm trên nền móng vững chắc được hình thành từ những năm đầu thập niên 70, các sản phẩm mang nhãn hiệu Togen tự hào khẳng định thương hiệu nổi tiếng và được ưng chuộng trên toàn thế giới. Thật vậy, với mỗi loại sản phẩm của Togen nghiên cứu và chế tạo ra, tất cả các sản phẩm đó đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu trước khi được xuất xưởng. Quý vị và các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và đặt chọn niềm tin vào sản phẩm này của chúng tôi, khớp nối mềm giãn nở Togen. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tôi đã vừa giới thiệu xong về hai dòng siêu phẩm khớp nối mềm giãn nở của hãng Togen. Khớp nối mềm giãn nở bằng inox với mã hiệu SGT1106 và khớp nối mềm giãn nở bằng cao su với mã hiệu LS Connector của hãng Togen. Để biết thêm thông tin chi tiết về hai dòng sản phẩm này, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website www.pgtech.com.vn và tìm đến từ khóa khớp nối mềm để tìm và nghiên cứu toàn bộ những dòng khớp nối mềm mà PGTech đang nhập khẩu và phân phối. Hoặc quý vị có thể gửi thông tin đến địa chỉ email sales@pgtech.com.vn hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến đường dây nóng 0962 875 986 để nhận được những tư vấn chi tiết về sản phẩm với những dịch vụ ưu đãi nhất. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của PGTech, đăng ký nhận thông tin để không bỏ lỡ những video mới nhất của PGTech giới thiệu về những sản phẩm kỹ thuật mà công ty PGTech đang nhập khẩu và phân phối. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.